Trước đó vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 1, ông Nguyễn Hồng Sơn, 66 tuổi là bác ruột của Quyết, trú ở xã Tam Dân, cùng con rể là Huỳnh Ngọc Tưởng, 30 tuổi, đi tảo mộ. Lúc này thì giữa Quyết và ông Sơn xảy ra mâu thuẫn xô xát. Thế vậy, Tưởng chạy đến can ngăn, xong cả hai bị Quyết dùng chiếc cúp bằng sắt, đây là vật dụng dùng để đào đất và chặt cây, chém nhiều nhát vào hai người khiến ông Sơn tử vong tại chỗ, còn người con rể bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Quyết bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau nhiều giờ lần theo dấu vết, các trinh sát phát hiện Quyết đang trốn cách biên giới Việt-Lào 40 km nên đã tiến hành vây bắt.